Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình thời sự ngày 18 tháng 8 của Đài Truyền hình Việt Nam. Và chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước gặp mặt 100 đại biểu người Việt Nam tài năng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ về tham dự chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam. Mưa lũ tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã làm 8 người thiệt mạng và 2 người mất tích. Hiện công tác khắc phục hậu quả vẫn gặp nhiều khó khăn do đường xá bị chia cắt. Một cuộc cải cách bộ máy quy mô lớn đang được triển khai trong ngành công an. Sự thay đổi này là bước đột phá đưa nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 sớm đi vào cuộc sống. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng ngày 18 tháng 8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp 100 đại biểu người Việt Nam tài năng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ về tham dự chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam. Là sáng kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là lần đầu tiên diễn ra một chương trình hợp tác khoa học, công nghệ mang tính hội tụ, kết nối, có quy mô lớn với sự góp mặt của đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia tiêu biểu cho tài năng, trí tuệ Việt Nam. Sau hơn 3 thập kỷ đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế xã hội, trở thành một nước thu nhập trung bình, có tốc độ tăng trưởng cao. Nhiều lĩnh vực của nền kinh tế có nền tảng phát triển tốt, trong đó có khoa học công nghệ. Với hơn 4,5 triệu người Việt Nam đang sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, sự tham gia đóng góp của các nhà khoa học, chuyên gia người Việt Nam trên thế giới là một nguồn lực quý báu để Việt Nam nhanh chóng bắt kịp thế giới về công nghệ. Tại cuộc gặp, nhiều đại biểu bày tỏ mong muốn sẵn sàng trở về Việt Nam để hỗ trợ các bộ, ngành thông qua các dự án cụ thể, đồng thời cho rằng với những tiềm năng sẵn có, Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Để thực hiện được điều này, Việt Nam cần có một hành lang pháp lý rõ ràng cho việc phát triển trí tuệ nhân tạo, khai phá dữ liệu, các thuật toán blockchain cũng như thúc đẩy phát triển nghiên cứu ứng dụng, tăng cường khai thác những bằng sáng chế trên thế giới, cũng như cần nhanh chóng tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định. Đảng và nhà nước ta cũng đã đang triển khai các chính sách khuyến khích phát triển khoa học công nghệ để Việt Nam có thể tận dụng các thành tựu của các nước tiên tiến, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đóng góp vào sự phát triển chung của khoa học công nghệ thế giới. Chính vì thế tôi đề nghị là Bộ Kế hoạch Đầu tư và các bộ khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo tiếp tục phối hợp với các cái bộ ngành có liên quan, tập trung nguồn lực rồi trao đổi, rồi hợp tác với các nhà khoa học, các chuyên gia ở trong và ngoài nước để mở rộng phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của cái mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển, thịnh vượng, có trình độ công nghệ cao là trách nhiệm và khát vọng của người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới. Để thực hiện thành công mục tiêu này, cần có sự chung sức, đồng lòng, hợp tác chặt chẽ của tất cả người Việt Nam. Tôi kêu gọi các nhà khoa học, các trí thức, người Việt Nam trên toàn thế giới tiếp tục thể hiện tình cảm với quê hương, với đất nước bằng những hành động cụ thể, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng và phát triển mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là ngay từ khi thành lập nước, người đã chú trọng là tranh thủ với đội ngũ trí thức. Và cha ông ta cũng, trước đây cũng đã để lại những câu nói bất hủ, hiện tại là nguyên khí quốc gia. Cho nên là các thế hệ sau này chúng ta luôn luôn coi trọng cái việc tranh thủ với đội ngũ khoa học, đội ngũ trí thức và những người tài năng để phục vụ đất nước. Chủ tịch nước tin tưởng, với nỗ lực của các cơ quan chức năng và các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước, chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam sẽ thành công, trở thành một biểu tượng mới của trí tuệ Việt Nam, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước. Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, ngày 20 tháng 8 năm 1888, ngày 20 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có bài viết với nhan đề Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên cường, tấm gương đạo đức sáng ngời của cách mạng Việt Nam. Sau đây là trích lược nội dung bài viết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Mở đầu bài viết, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, mà đồng bào, đồng chí trìu mến gọi là Bác Tôn. Là người con ưu tú của quê hương An Giang, trong những năm tháng tuổi trẻ bôn ba ở nước ngoài, ông đã hoạt động trong phong trào công nhân, công đoàn Pháp, tham gia cuộc nổi dậy của Hải quân Pháp ở Biển Đen ngày 20 tháng 4 năm 1919, ủng hộ cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại, chống sự can thiệp vũ trang của các nước đế quốc đối với nhà nước Xô Viết non trẻ, góp phần bảo vệ thành trì của cách mạng vô sản thế giới. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, trở về nước năm 1920, đồng chí Tôn Đức Thắng đã tham gia vào phong trào công nhân Sài Gòn Chợ Lớn, gia nhập tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Sau 17 năm bị giam trong nhà tù thực dân ở Khám Lớn Sài Gòn và Côn Đảo, phải chịu đủ cực hình tra tấn dã man của kẻ thù, đồng chí Tôn Đức Thắng trở về vào năm 1945 khi cách mạng tháng 8 thành công. Được Đảng, Nhà nước giao đảm nhiệm nhiều trọng trách như Chủ tịch Mặt trận Liên Việt, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí đã tham gia vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, thống nhất đất nước. Sau khi hai cuộc kháng chiến thành công, nhà nước thống nhất, năm 1976, đồng chí Tôn Đức Thắng đã được Quốc hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, với 92 tuổi đời, gần 70 năm liên tục hoạt động cách mạng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã có nhiều đóng góp to lớn vào các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao đẹp của Bác Tôn là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, sự trung thành, tận tụy với sự nghiệp cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và tình đoàn kết quốc tế vô sản. Chủ tịch Tôn Đức Thắng cũng vinh dự là người đầu tiên được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng cao quý, Đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô tặng thưởng huân chương Lenin. Sáng ngày 18 tháng 8, tỉnh Long An đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng trận Mộc Hóa. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã tham dự lễ kỷ niệm. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định chiến thắng Mộc Hóa 70 năm về trước là một trong những điểm son chói lọi trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh dấu bước đột phá của bộ đội ta từ thế phòng ngự sang tiến công tiêu diệt địch, khởi động phong trào thi đua yêu nước, giết giặc lập công, làm nức lòng cán bộ chiến sĩ và đồng bào lúc bấy giờ. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, để góp phần vào nhiệm vụ chung của cả nước trong thời gian tới, tỉnh Long An cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động tiến công của chiến thắng Mộc Hóa năm xưa và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị, tính đến 17 giờ chiều ngày 18 tháng 8 thì mưa lũ tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã làm 8 người thiệt mạng và 2 người mất tích. Riêng tại tỉnh Nghệ An đã có 5 người thiệt mạng và 1 người mất tích. Công tác khắc phục hậu quả của bão số 4 hiện đang gặp nhiều khó khăn khi mà các tuyến đường dẫn lên các địa phương phía Tây Nghệ An đang bị chia cắt. Và đáng lo ngại hơn, để đảm bảo an toàn hồ đập thì chiều ngày 18 tháng 8, các hồ chứa nước, thủy điện đang vận hành điều tiết xả lũ. Nguy cơ một đợt lũ mới là hoàn toàn có thể xảy ra. Hiện tại tôi đang có mặt tại huyện Tương Dương của tỉnh Nghệ An, một trong những địa phương mà bị ảnh hưởng khá nặng nề do mưa bão gây ra. Và hiện tại thì các tuyến đường trên huyện thì cũng đang bị chia cắt do sạt lở đất cũng như lũ quét, khiến cho việc tiếp cận các địa phương ở vùng cao đang bị ngập úng gặp nhiều khó khăn. Đây là tuyến đường độc đạo dẫn lên các huyện phía Tây Nghệ An. Hiện một số điểm vẫn đang bị ngập sâu từ 1 tới 1,5 mét. Nước ngập cũng khiến cho hàng trăm xe tải ùn tắc trên tuyến quốc lộ 7 này. Hiện trên địa bàn Nghệ An có khoảng 40 điểm bị ách tắc do sạt lở đất và lũ quét gây ra. Sạt lở đất đang là vấn đề lo lắng nhất của tỉnh Nghệ An lúc này, bởi phần lớn đất đá đã bão hòa nước, có thể xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào. Hôm qua thì cũng sạt lở rồi, nhưng mà nay tiếp tục mưa lớn, đất tiếp tục sạt lở, nên cái khó khăn đi lại cho dân và trẻ nữa trên đồi nó trụ xuống. Nước thượng nguồn mà về không nhiều nữa mà thủy điện không xả lũ thì một số điểm thì có thể lưu thông được. Còn mà nếu như tình hình mà mưa trên thượng nguồn về mà nhiều nữa mà thủy điện xả lũ thì cũng ít nhất phải một vài ngày nữa thì mới thông được đường. Theo thống kê, hiện Nghệ An đã có tổng cộng 6 người chết do mưa lũ. Chiều tối hôm nay, hồ thủy điện Bản Vẽ tiếp tục điều tiết nước lũ với lưu lượng 2.195 mét khối một giây. Một số hồ thủy lợi như Vực Mấu, thủy điện Khe Bố, Chi Khê cũng đang xả lũ. Nước sông Cả lại tiếp tục dâng cao, hàng trăm nhà dân vẫn đang bị ngập úng. Đến thời điểm này thì còn 44 xóm bản thôn đang bị cô lập. Và với tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, chúng tôi sẽ dùng bốn tại chỗ và dùng các phương tiện
để tập trung cứu hộ cứu nạn và đặc biệt là đảm bảo cái lương thực, nước uống cho nhân dân. Cùng một lúc, tỉnh Nghệ An phải thực hiện nhiều giải pháp để khắc phục hậu quả của bão số 4. Nhưng hiện công tác này còn gặp nhiều khó khăn. Nếu như không sớm thông đường thì rất khó tiếp cận các địa phương vùng cao đang bị cô lập. Lúc này, người dân chỉ còn biết trông chờ nước lũ sẽ rút nhanh để sớm ổn định cuộc sống. Còn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong ngày 18 tháng 8 vẫn có mưa to đến rất to. Nước trên các sông chính tiếp tục dâng cao. Mưa lũ đã làm cho nhiều khu vực ở đồng bằng và thành phố Thanh Hóa bị ngập lụt. Các tuyến đường giao thông ở miền núi bị sạt lở nghiêm trọng, ách tắc giao thông kéo dài. Đến 9 giờ sáng ngày hôm nay 18 tháng 8 thì mực nước đo được tại làng Giàng, xã Thiệu Dương là 5,35m dưới mức báo động 2 15cm, và với lượng nước này thì toàn bộ 7 thôn ngoại đê của khu vực xã Thiệu Dương đã bị chìm sâu trong nước với mức ngập là hơn 3m. Ngoài xã Thiệu Dương, nhiều khu vực ở xã Thiệu Khánh và các phường Nam Ngạn, Đông Hải của thành phố Thanh Hóa cũng bị ngập lụt. Chính quyền địa phương đã phải tổ chức di rời 2.000 hộ dân với hơn 6.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Thành phố sẽ tiếp tục coi như là chỉ đạo các cái đơn vị dân quân cũng như công an và lực lượng thanh niên của các địa phương để thực hiện công tác di dân nếu mà có bão lũ xảy ra như năm 2017. Còn tại huyện Yên Định, hơn 1.000 hộ dân cũng đã phải di rời. Nhiều khu vực dân cư và 82 trang trại, gia trại bị ngập sâu trong nước, có nơi ngập đến 2,5m. Nước hân lên, ập lên rất nhanh. Thì tôi chạy được cái xe máy lên trên đường, tôi đi gửi, thì quay về nhà đây thì là nước ập. Mưa lũ cũng đã làm nhiều tuyến đường giao thông trọng yếu ở các huyện miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa bị sạt lở, ngập lụt, giao thông tê liệt trong nhiều giờ. Thiệt hại nhiều nhất là tuyến quốc lộ 15C nối huyện Quan Hóa với huyện Mường Lát. Ngoài ra, trên các tuyến quốc lộ 27, 27B, quốc lộ 15 cũng có nhiều điểm sạt lở, ngập lụt và sa bồi mặt đường. Một số điểm bị sạt lở ta luy âm, ăn sâu vào lòng đường từ 1 đến 3 mét. Trước khi cơn bão số 4 vào, Sở đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ là đưa máy vào các cái vị trí trọng yếu. Khi mà mưa lụt xảy ra và sau khi cơn bão hết mưa thì đã điều động các máy ra tại các vị trí và để thi công hai đầu lửa lại để làm sao mà nhanh nhất để chúng ta thông được tuyến đường. Điều đáng lo ngại là tại nhiều vị trí trên các tuyến đường vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ cao tiếp tục xảy ra sạt lở do đất núi đã ngấm nước bão hòa, các liên kết địa chất dễ bị đứt gãy. Chương trình sẽ tiếp tục với các nội dung khác. Các tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc tăng cường kết nối, xúc tiến tiêu thụ các loại nông sản chất lượng cao, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thế hệ trẻ Cao Bằng phát huy truyền thống, nuôi dưỡng tinh thần cách mạng để tinh thần ấy cháy mãi qua từng thế hệ. Một cuộc cải cách bộ máy quy mô lớn đang được triển khai trong ngành công an theo phương châm bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở. Và sắp xếp thì ngành công an đã không còn cấp tổng cục, gần 60 đơn vị cấp cục và 300 đơn vị cấp phòng cũng được tinh giảm. Sự thay đổi này đang được xem là một bước đột phá trong thực hiện tinh gọn, nâng cao hiệu quả hiệu lực của bộ máy, đưa nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 sớm đi vào cuộc sống, ghi nhận của phóng viên thời sự. Với chức năng tương đồng, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội và Cục Cảnh sát Đăng ký Quản lý Cư trú và Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Bộ Công an, này đã sáp nhập làm một. Tên gọi của đơn vị mới là Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội. Sau hợp nhất, so với trước, bộ máy ở đơn vị này đã giảm được một cục trưởng, ba cục phó. Số phòng chuyên môn cũng đã được sắp xếp giảm từ 14 xuống còn 11. Bộ máy còn lại, nhưng không phải vì vậy mà hiệu quả công việc bị giảm đi. Dưới địa phương thì cái việc để mà thực thi một cái chủ trương thì trước đây là phải báo cáo cả hai đơn vị, nay là chỉ cần báo cáo về một đầu mối là có một cái chủ trương thực hiện thống nhất trong cái việc triển khai, kể cả thu thập dữ liệu dân cư, kể cả đăng ký quản lý cư trú, kể cả cấp và quản lý căn cước công dân, cũng như là quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thống nhất tất cả. Tương tự các đơn vị ở bộ, tại các địa phương, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy mới đây cũng đã được sáp nhập và trở thành một phòng trực thuộc công an tỉnh. Nhiều phòng chuyên môn nghiệp vụ tại công an địa phương
cũng đã được sắp xếp lại. Việc tinh giảm và sắp xếp kiện toàn bộ máy thì về các cái chức danh thì được thu gọn lại và các phòng được sát nhập. Từ đó thì cái sự chỉ đạo nó sẽ có hiệu quả hơn. Và tôi nghĩ rằng là với cái lực lượng như hiện nay và với cách sắp xếp như này thì vẫn đảm bảo được cái an ninh trật tự trên địa bàn. Sau các quyết định này, ở ngành công an đã không còn cấp tổng cục. Gần 60 đơn vị cấp cục cùng 300 đơn vị cấp phòng được tinh giảm. Nhiều chiến sĩ công an chính quy cũng sẽ được đưa về các xã. Đây có thể coi là một cuộc tổng sắp về tổ chức bộ máy để toàn lực lượng hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới. Tổ chức bộ máy sau khi kiện toàn sẽ tập trung thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn đầu mối theo hướng là bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở. Không tổ chức cấp trung gian, nâng cao chất lượng của các đơn vị trực thuộc bộ. Như vậy, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng công an gần dân hơn, tăng cường cho cơ sở, đảm bảo cái sự gắn kết, sự phát huy tối đa cái nguồn lực trong thực thi nhiệm vụ sẽ hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn. Hiện tại, các quyết định về nhân sự vẫn tiếp tục được ngành công an triển khai trên toàn quốc. Nhiều cán bộ ở các đơn vị thuộc bộ đã được điều chuyển để đảm nhận công việc mới tại các địa phương. Một số người sau nhiều năm gắn bó với ngành cũng sẵn sàng xin nghỉ trước tuổi để mục tiêu tinh gọn, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy sớm thành hiện thực. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa tổng kết 20 năm thi hành pháp lệnh bộ đội biên phòng trên địa bàn và đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã triệt phá thành công hàng chục chuyên án lớn, bắt giữ xử lý hơn 9.000 vụ, triệt phá 17 đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam, truy bắt thành công nhiều tội phạm có trọng án. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã trao kỷ niệm chương vì chủ quyền an ninh biên giới, bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh và lực lượng biên phòng cho 25 tập thể và 142 cá nhân. Cùng với việc thúc đẩy đàm phán đưa thêm một số loại nông sản vào danh mục nhập khẩu chính ngạch của Trung Quốc, thì các vùng nguyên liệu tại Việt Nam cần khẩn trương đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật của thị trường lớn và rất gần này. Đó là nội dung chính của hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản các tỉnh biên giới Việt Nam-Trung Quốc, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức vào sáng ngày 18 tháng 8. Đại biểu phía Trung Quốc đánh giá rất cao chất lượng nông sản của Việt Nam với tốc độ tăng trưởng bình quân là 30% một năm. Trong 6 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã chi 3,7 tỷ đô la Mỹ để nhập nông sản Việt Nam. Tại hội nghị đã phổ biến quy định về thông tin truy xuất nguồn gốc, thủ tục kiểm dịch thực vật rau quả xuất khẩu sang Trung Quốc, các nội dung mà doanh nghiệp cần chuẩn bị để đáp ứng các yêu cầu trên. Hội nghị cũng yêu cầu các tỉnh biên giới cần khẩn trương xây dựng các khu tập kết, trung chuyển hàng hóa hiện đại. Tại hội nghị, các địa phương, các doanh nghiệp hai nước đã ký kết các bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ nông sản chất lượng cao giữa các bên. Cần Thơ, thành phố trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Điều này có được một phần là nhờ vào lợi thế về vị trí địa lý, nhờ những chính sách ưu đãi của địa phương và một phần rất lớn ở sự khẳng định của người đứng đầu chính phủ về một thành phố đáng sống. Từ đây đã có sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp để có được cơ hội đầu tư vào thành phố này. Ở nước ta đã có những thành phố đáng sống như Đà Nẵng, Hội An vân vân. Và hôm nay, Thủ tướng chính thức nêu thành phố Cần Thơ, thành phố sông nước, một đô thị sinh thái đáng sống. Đó là khẳng định của người đứng đầu chính phủ tại hội nghị xúc tiến đầu tư của thành phố Cần Thơ tổ chức ngày 10 tháng 8. Khẳng định trên đã tạo sức hút mạnh mẽ cho thành phố trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2018, thành phố Cần Thơ mời gọi đầu tư 54 dự án, tổng diện tích hơn 4.780 ha với nguồn vốn gần 124.000 tỷ đồng. Các dự án mà Cần Thơ lẫn doanh nghiệp quan tâm thuộc ba lĩnh vực là dịch vụ logistics và du lịch, nông nghiệp hiệu quả cao và phát triển khoa học công nghệ. Nói đến Việt Nam thì người ta nghĩ ngay là quốc gia nông nghiệp và đồng bằng sông Cửu Long là cái tên gọi đầu tiên. Thì đến đồng bằng sông Cửu Long thì không có một cái nào khác, vị trí nào khác tốt hơn là thành phố Cần Thơ. Thứ hai là đây là cái trung tâm giáo dục, y tế, giao thương. Trong tương lai, thành phố Cần Thơ sẽ có trang trại bò sữa công nghệ cao đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long. Địa điểm đặt trang trại là nông trường sông Hậu, một nơi đầy tiềm năng
nhưng trong những năm qua, vì các lý do về vốn, về cơ chế mà không được khai thác. Chúng tôi cũng đã kiến nghị với chính phủ là cho phép để rồi thì thành phố Cần Thơ, Nông trường Sông Hậu và Vinamilk có thể thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên. Trong đó thì có một thành viên là của Vinamilk. Một dự án chỉ có một nhà đầu tư thực hiện thôi, chứ còn hai người thì phải chọn chọn lại một, ba người chọn lại một, bốn người chọn lại một. Nhưng mình chọn như thế nào để được nhà đầu tư tốt nhất? Sự hài lòng đã đạt được khi kết thúc hội nghị xúc tiến đầu tư, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã trao chủ trương, giấy chứng nhận cho 10 dự án và ký kết thỏa thuận hợp tác với 19 nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tổng giá trị của các dự án lên đến 93.000 tỷ đồng. Vâng, tạm biệt vùng sông nước Cần Thơ, quý vị cùng đến với Cao Bằng, mảnh đất địa đầu Tổ quốc, nơi Bác đã dừng chân đầu tiên khi trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Khi quyết định chọn Cao Bằng là nơi trở về thì lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nhận định căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng nước ta. Với sự lựa chọn đúng đắn đó, Bác đã lãnh đạo thành công cuộc chiến giành lại độc lập cho dân tộc Việt Nam. Đến nay sau 73 năm, nhớ lời Bác căn dặn, các thế hệ trẻ tại mảnh đất phên dậu Cao Bằng vẫn đang từng ngày phát huy truyền thống, nuôi dưỡng tinh thần cách mạng để tinh thần ấy sẽ cháy mãi qua từng thế hệ. Nhà cụ Hoàng Thị Khìn, người đã từng đưa cơm cho Bác Hồ những năm Bác hoạt động tại hang Bắc Bó, là điểm đến đầu tiên của các em học sinh trong buổi ngoại khóa hôm nay. Dù đã gần 100 tuổi, nhưng bà vẫn nhớ như in những ký ức, những câu chuyện về Bác Hồ. Tất cả bà con dân bản hồi đó đều tiếp tế lương thực cho Bác và các đồng chí cán bộ. Những hôm thực dân Pháp đi càn, không thể đem cơm vào khu vực đầu nguồn được thì sẽ nấu cháo bẹ đổ vào những ống tre. Lúc đó bà mới 12, 13 thôi, bà đã giả là người đi rừng để đem vào tiếp tế. Khi đi đào củ mài, nhưng củ nhỏ thì sẽ để lại ăn, còn có những củ to khoảng chừng bắp tay thì bà con dân bản sẽ đem biếu Bác và các cán bộ. Bác luôn dặn dân là phải đoàn kết, các cán bộ phải đồng cam cộng khổ với người dân. Có lần Bác hỏi bà, bé Bằng này thì có dám đánh Nhật đánh Tây không? Bà trả lời đánh được, rồi làm liên lạc và bảo vệ cho Bác Hồ. Những lần có địch đến, bà sẽ hô lên, con lợn vào vườn, con lợn ăn rau, để đánh động cho Bác và các cán bộ biết mà tạm lánh đi. Được gặp nhân chứng sống, được nghe những câu chuyện sống động, các em học sinh tại vùng đất giàu cách mạng này vẫn đang hàng ngày được tiếp nối truyền thống đó. Đến với khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó, những hiện vật về Bác vẫn hiện hữu, khiến cho buổi ngoại khóa của các em thêm phần hấp dẫn. Hiện nay chúng ta đang dừng chân tại vị trí đầu nguồn suối Lenin. Và ở phía đằng sau đây chính là bộ bàn ghế đá, nơi làm việc của Bác. Cuộc sống của người vô cùng gian khổ và thiếu thốn. Tuy nhiên, người vẫn luôn lạc quan, tin tưởng vào tiền đồ tươi sáng ngày mai của cách mạng. Tại bộ bàn ghế đá rất là đơn sơ, mộc mạc giản dị này, Bác đã sáng tác bài thơ Tốc cảnh Bác Bó. Sáng ra bờ suối, tối vào hang, cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng, bàn đá trông chênh, dịch sử đàng, cuộc đời cách mạng thật là sang. Trước đây thì em chỉ được học trên sách, còn hôm nay có dịp đến đây tham quan, được nghe kể chuyện về hoàn cảnh làm việc và hoạt động của Bác Hồ rất là khó khăn. Nghe cụ Khìn kể về chuyện Bác Hồ, cháu thấy Bác Hồ là một người rất là gần gũi, yêu thương các em học sinh và các cháu nhi đồng. Cảm phục ý chí và tình yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh dường như hiện hữu trong mỗi thế hệ người dân nơi cội nguồn cách mạng. Đến thăm các cụ lão thành cách mạng, nghe những cái câu chuyện hết sức là trực tiếp, cụ thể để mà các em hiểu rõ hơn, hiểu sâu sắc hơn về những cái thời kỳ khó khăn. Từ đó thì cũng làm xây dựng cho các em tiếp tục là cái lòng yêu quê hương đất nước, đặc biệt là tự hào về cái truyền thống. Bác Bó ngày hôm nay đã trở thành một quần thể di tích lịch sử văn hóa vô giá, không chỉ của nhân dân các dân tộc Cao Bằng mà còn là tài sản vô giá của dân tộc, là nơi giáo dục truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước cho các thế hệ con cháu người Việt. Chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên truy cập vào địa chỉ website vtv4.vn hoặc kênh YouTube VTV4Girl để theo dõi lại chương trình này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.